Xin chào thầy Tâm, xin chào toàn thể quý thầy cô cũng như là các cái bạn học sinh là đại diện của các cái đội thi tham gia cái cuộc thi trong cái khuôn khổ đó là Ngày hội giáo dục STEM, STEAM năm học 2022 2023 2024 tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hoa Sen ngày hôm nay. Thì thầy xin trước tiên thầy xin tự giới thiệu, thầy là thầy Mùi, là thành viên thường trực của ban chuyên môn cũng như là người sẽ điều phối tổng thể cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Đồng hành với thầy Mùi sẽ là thầy Tôn Ngọc Tâm, là giáo viên phụ trách STEM của Hoa Sen, cũng là người trực tiếp trao đổi và hướng dẫn với các bạn học sinh cũng như là các quý thầy cô và giải đáp các thắc mắc cho các bạn học sinh khi mà chúng ta tham gia, và chúng ta sẽ có được các cái góc nhìn cách làm sao mà chúng ta có được cái điểm số cao nhất để chúng ta đạt được cái thành tích cao khi chúng ta tham gia cuộc thi năm nay tại khuôn khổ của nhà trường. Thì trước khi mà chắc là nhờ thầy Tâm mình mở mic cái mình chào các bạn học sinh cùng với thầy cô trước, rồi sau đó thì chúng ta sẽ có một số cái hoạt động. Rồi, thầy Tâm xin chào thầy Muội cùng các em học sinh có mặt trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì Rồi, xin cảm ơn như thầy thầy Tâm. Thì Muội bây giờ là sẽ nhờ thầy Tâm là mình hạ cái màn hình xuống giúp thầy Mũi ha. Hạ cái màn hình trình chiếu xuống. Rồi, trước khi đi vào chương trình thì chúng ta sẽ dành 5 phút để làm quen nha các bạn. Thì chúng ta sẽ có một cái khởi động nhỏ trên cái phần mềm Kahoot. Thì thầy sẽ chuyển cái phần mềm này dành cho các bạn ha. Đây. Rồi các bạn sẽ sao nó lại lên cái này ta. Hơi xa. Không, không. Rồi. Xin lỗi các bạn, chia sẻ bị nhầm rồi. Dừng. Chia sẻ lại. Rồi. Các bạn đã thấy được cái màn hình chưa? Rồi bây giờ các bạn vào cái phần mềm chúng ta vào chúng các bạn có thể là quét cái mã BIM, quét cái mã QR ở trên cái phần mềm thì chúng ta có những cái trải nghiệm khoảng 8 câu hỏi, hoặc là các bạn vào trang là kahoot.it rồi các bạn nhập quý thầy cô và các bạn nhập điểm muộn vào cái mã BIM đó là 8874266, thầy sẽ chuyển cái link kahoot.it cho các bạn. Hiện tại thì thầy chưa thấy các bạn vào. Bạn có thể vào link đó và chúng ta nhập cái mã pin vào ha. Có một bạn Thanh Mai vào rồi, rất là nhanh. Thầy sẽ chờ các bạn khoảng 2 phút nữa. Chúng ta tập hợp đầy đủ các cái đội thi của chúng ta ha, chúng ta khởi động nhẹ nhẹ nhàng. Có bạn Minh Tú rồi, các bạn có thể quét mã QR, các bạn có thể vào Kahoot hoặc nhập trực tiếp cái link sau đó thì chúng ta nhập, sau đó thì các bạn bỏ tên mình vào. Bạn nào mà đạt thành tích cao ngày hôm nay trong cái buổi khởi động này thì thầy sẽ đề xuất là thầy Tâm gửi thằng làng các bạn phần quà, đó là một món đồ chơi nhỏ nhỏ được in trực tiếp từ máy in 3D của phòng học STEM. Thì Tâm rất là dành cái bạn này. Chúng ta có 4 bạn rồi, 5 bạn. Một phút nữa nha các bạn. Chúng ta hiện tại ở phòng chúng ta có 17 tài khoản, trừ đi 3 tài khoản của thầy Mỗi thầy Tâm thì chúng ta còn lại là 10 10 10 14. Hiện tại trong trong cái chương trình thì chúng ta chỉ có 7 học sinh thôi.
Rồi, 15 giây này nha các bạn. Các bạn sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị bắt đầu nha. Và bộ 8 câu hỏi của chúng ta sẽ bắt đầu. Và lưu ý là trong một số cái câu hỏi của chúng ta có phần double point nha các bạn. Một số câu hỏi chúng ta sẽ có những cái phần điểm và mỗi câu hỏi có khoảng thời gian khác nhau. Không phải câu hỏi nào cũng giống như câu hỏi nào. Và bộ câu hỏi chúng ta cực kỳ đơn giản trong ngày hôm nay. Thì cái hình bên dưới là thiết bị nào thì chúng ta chỉ có 4 bạn mà chúng ta thực hiện đúng cái câu này thôi. Thiết bị đó là máy in 3D. Và xin chúc mừng bạn Hoàng Giang hiện tại là đang dẫn đầu. Chúng ta muốn có điểm cao và chúng ta phải có chiến thuật. Chúng ta trả lời vừa đúng nhưng mà chúng ta cũng phải trả lời nhanh. Câu hỏi thứ hai thuộc dạng câu hỏi true false. Vậy thì như các bạn thấy thì cái năm đầu tiên mà trường Hoa Sen tổ chức ngày hội STEM đó là năm học 2016 và 2017. Và chúng ta đã thấy bắt đầu có những sự thay đổi trong bảng tổng xếp xếp hạng rồi. Vậy thì đối với câu hỏi này thì phần lớn các bạn vẫn trả lời là đúng và có hai bạn bị nhầm nó sang các cái dự án học tự nhiên. Các bạn lưu ý là hiện tại thì theo như danh sách thống kê từ phía thầy Tâm có trao đổi với thầy Muội thì hiện tại tổng danh sách của chúng ta đã có 35 đội thi rồi nha các bạn. Như vậy là chúng ta đã có trên 30 thì câu đó của chúng ta là đúng. Và câu hỏi này là câu hỏi nhân đôi số điểm. Và câu hỏi đáp án đúng của chúng ta là đáp án có màu xanh dương. Chúng ta sẽ phải nộp bài trong giai đoạn 2, kết thúc là ngày 28 tháng 11. Và chúng ta đi đến câu hỏi số 6. Chúng ta sẽ đến câu hỏi cuối cùng nha các bạn. Bạn Hoàng Giang vẫn đang giữ phong độ và hy vọng câu cuối cùng này sẽ giúp cho bạn Hoàng Giang là vẫn giữ vững phong độ của mình. Thầm nhầm nha các bạn. Rồi, như vậy thì
Các bạn thấy đó, dù thầy là người điều phối và dẫn dắt nên là rất là nhiều bạn là cứ nhầm thầy là người phụ trách chính cho cuộc thi năm nay. Tuy nhiên cũng xin giới thiệu với các bạn và khẳng định một lần nữa, người dẫn dắt chính cho cuộc thi năm nay mà giải quyết mọi thắc mắc của các bạn đó chính là thầy Tô Ngọc Tâm. Và bây giờ chúng ta sẽ xem được coi ai sẽ là quán quân trong phần khởi động nó ngày hôm nay. Vâng, xin chúc mừng bạn, chắc là bạn Hắc Giang, nó không làm được là Hắc Giang, Hắc Giang đấy. Bạn có thể vui lòng để lại các cái thông tin trên ứng dụng chat và thầy Tâm sẽ gửi tặng bạn một món quà, một món đồ chơi rất là nhỏ xinh từ các thiết bị 3D do thầy Tâm thực hiện. Và sau rất là cảm ơn tất cả các bạn học sinh đã tham gia phần khởi động và để chúng ta mất cái thời gian. Ngay sau đây xin mời thầy Tâm định hướng của hoạt động STEM trong này để có những chia sẻ với các bạn để định hướng cho các bạn tham gia cuộc thi trong giai đoạn này. Xin cảm ơn thầy Muội đã có một cái phần khởi động rất là thú vị trong buổi đầu buổi chiều hôm nay. Để tiếp nối cái chương trình chia sẻ này thì Tâm cũng xin phép bắt đầu. Không biết là trên màn hình của các em đã thấy được cái phần chia sẻ của thầy Tâm chưa ạ? Thầy Muội thấy chưa ạ? Thầy Muội thấy cái màn hình chia sẻ của mình chưa ạ? Thầy Muội ơi, thầy Muội có thấy cái màn hình chia sẻ của Tâm không? Rồi, thì Tâm xin phép bắt đầu. Thì cái poster cái ngày hội STEM này thì cũng một phần là đó tóm được trên cái kế hoạch của ngày hội STEM. Thì các em học sinh mình lưu ý ha, thì cái sản phẩm dự thi của mình á thì mỗi lớp bắt buộc ít nhất là một sản phẩm dự thi. Thì các sản phẩm dự thi thì thuộc các lĩnh vực là toán học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ. Rồi, cái giai đoạn mà đã bắt đầu cái để mà bước vào cái ngày hội STEM á thì sẽ phải trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là cái giai đoạn đăng ký. Đây, cái giai đoạn 1. Dạ, từ. Dạ rồi. Cái giai đoạn 1 là cái giai đoạn mà chúng ta phải đăng ký là từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10. Còn giai đoạn 2 là từ 28 tháng 10 đến 28 tháng 11. Rồi. Còn giai đoạn chấm bài ở giai đoạn 3 là 29 tháng 11 đến 1 tháng 12. Cái ngày cuối cùng đó là ngày hội STEM diễn ra vào ngày 4 tháng 12 tại cơ sở chính ở chính là cái cơ sở 2 của mình ha. Thì lưu ý là một dự án thì đăng ký 4 thành viên. Nhưng mà qua trong cái kế hoạch thì xét thấy là 4 thành viên thì sợ rằng các em sẽ làm không có kịp. Nên là ban tổ chức đã quyết định là có thể là một sản phẩm có thể đăng ký được nhiều thành viên hơn, 5 đến 6 thành viên cũng được. Hoặc là có đội đến 8 thành viên. Nhưng mà khi mà làm xong rồi mà để mà bước vào, nếu mà đạt kết quả tốt mà bước vào ngày hội STEM á, nếu mà đạt kết quả tốt ha, mà được vào vòng trong đạt để mà tiến vào ngày hội STEM á, thì
phải lược bỏ bớt là còn 4 thành viên thôi để xét công nhận cho các em. Rồi về sản phẩm dự thi ha các em, thì các em lưu ý nè, sản phẩm dự thi là gồm có hai phần. Thì phần thứ nhất là sản phẩm STEM và phần thứ hai là về phần thuyết trình ha. Dạ có. Dạ. Sao xem hình lên mà nó không có theo ta. Sản phẩm là gồm hai phần, là phần sản phẩm STEM hoặc là STEAM. Phần thứ hai là về phần thuyết trình. Đó là trong cái giai đoạn 2 á, các em làm thì các em phải vừa làm sản phẩm và các em vừa phải hoàn thành cái phần thuyết trình của mình. Nên là cái phần đó các em phải học thuộc thôi, chứ không có học thuộc. Đối với trung học cơ sở á, thì các em học thuộc. Khi mà ban giám khảo đến chấm bài của mình á, thì mình sẽ đứng mình thuyết trình. Còn với các em thuộc khối trung học phổ thông á, thì mình sẽ phải quay cái bài thuyết trình của mình á thành một cái video và đăng lên YouTube. Đăng lên YouTube xong thì cái ngày mà tổng hợp tổng kết cái sản phẩm là ngày 28 tháng 11 là ban tổ chức sẽ gửi một cái đường link để các em cập nhật cái link mà video thuyết trình khi mà các em đăng lên YouTube á. Thì một hồi thầy sẽ nói rõ hơn ha. Rồi. Phần tiêu chí đánh giá về cái sản phẩm STEM. Thì các em lưu ý. Cái làm sản phẩm thì mình lưu ý là mình phải chọn cái nguyên vật liệu sao cho dễ tìm ha. Giá thành rẻ, chất lượng nguyên vật liệu tốt, không gây cháy nổ, đặc biệt là không gây cháy nổ. Rồi. Sản phẩm của mình phải có tính khả thi. Sử dụng được. Phải sử dụng được ha. Rồi sản phẩm được ứng dụng được vào cuộc sống, tức là em làm cái sản phẩm này em ứng dụng được gì vào cuộc sống của các em. Rồi chất lượng và hoạt động ổn định, nếu nó hoạt động thì nó phải là ổn định. Ví dụ như một cái mô hình gì đó mà đụng vô cái nó rớt thì nó không có chất lượng rồi, không có chất lượng tốt được rồi. Rồi ngoài ra thì sản phẩm các em cũng phải trang trí cho nó đẹp lên, phải vẽ tô màu để tạo điểm nhấn cái sản phẩm, các em phải khác biệt. Còn thô sơ quá nhìn thì nó sẽ không có đẹp đó, nó cũng là tính thẩm mỹ. Thì các em đạt hết được 5 cái tiêu chí như thế này thì các em sẽ được có 50 điểm, mỗi tiêu chí là sẽ được 10 điểm ha. Tiếp theo về cái tiêu chí đánh giá cái bài thuyết trình, thì bài thuyết trình thì các em cần phải thuyết trình đủ các nội dung như sau. Thứ nhất, khi các em đứng thuyết trình á, thì nghĩa là ban giám khảo đến chấm bài các em á, thì các em bắt buộc là các em phải đứng trước sản phẩm của mình, đứng sau sản phẩm của mình, rồi các em đứng thuyết trình. Thì cái nội dung thuyết trình là thứ nhất là về lý do chọn đề tài, nghĩa là tại sao em chọn cái đề tài đó, cái lý do gì. Mình suy nghĩ ra, mình suy nghĩ là liên cái đề tài đó tại sao mình có cái mình làm như vậy, các em hiểu không. Rồi cái quy trình tạo ra sản phẩm, nghĩa là các em làm sản phẩm này là em làm như thế nào, bước 1 em làm sao, bước 2 em làm sao, bước 3 em làm sao, bước 4, bước 5, cuối cùng em làm ra được cái sản phẩm thì em viết từng bước lại. Đó chính là quy trình làm sao sản phẩm. Rồi, cái sản phẩm này được ứng dụng thực tiễn của sản phẩm. Em dùng cái sản phẩm này em làm cái gì ngoài thực tiễn, ngoài thực tế, ngoài trong cái cuộc sống của em á. Em làm sản phẩm để em làm gì? Em chế tạo ra để em làm gì? Đó. Rồi, em vận dụng các đơn vị kiến thức của những môn học nào. Ví dụ như em làm về
môn toán này thì em vận dụng kiến thức gì của môn toán? Ví dụ như tam giác đồng dạng hay là ví dụ như ở lớp 6 là học lớp 7 là Pythagore ví dụ vậy đó ha. Là ví dụ như đối với vật lý là lớp 6 là các em học khoa học tự nhiên về thang đo nhiệt độ thì các em làm ra cái nhiệt kế đó, em ứng dụng kiến thức về nhiệt kế trong môn khoa học tự nhiên, ứng dụng về cái thang đo nhiệt độ để làm nhiệt kế ha, trong môn khoa học tự nhiên 6 ví dụ như vậy ha. Đó là vận dụng các đơn vị kiến thức của những môn học rồi thì em làm, thì chắc chắn là những cái sản phẩm của mình đó, chắc chắn phải có những cái hạn chế ha. Thì cái hạn chế của sản phẩm mình là mình nghĩa là nó sử dụng được cái chỗ của mình thôi nhưng bạn khác không sử dụng được thì đó là hạn chế rồi. Khó khăn đề xuất để dự án được hoàn thiện hơn là bây giờ mình làm ra sản phẩm mình gặp cái khó khăn gì, cái khó khăn của khi mà làm ra cái sản phẩm đó. Khó khăn và đề xuất để dự án được hoàn thiện hơn, mình đề xuất cái để mà cái sản phẩm của mình đó được hoàn thiện hơn. Ví dụ như mình làm cái máy đánh trứng đi mà mình thấy đánh hồi cái đồ đánh nó bị gãy bị hư thì đó chính là cái hạn chế. Thì cái khó khăn ở đây là gì? Không tìm được cái nguyên vật liệu để thay thế, thì đồ toàn đồ rẻ tiền, đồ nguyên vật liệu dễ tìm không à. Bây giờ khó khăn là không không được, không là không tìm được cái nguyên vật liệu đó, thì đề xuất là phải sử dụng cái nguyên vật liệu cứng cáp hơn, ví dụ như dùng bằng inox chẳng hạn ha. Rồi hạn chế khó khăn đề xuất, cái phần số 6 hạn chế khó khăn đề xuất. Bản thân em là trong quá trình làm em gặp hạn chế cái vấn đề gì, ví dụ như về tiền bạc, về phương tiện đi lại, là về kiến thức ha. Em hạn chế về kiến thức thì em nói hạn chế cái kiến thức em chưa đủ, cần giáo viên hướng dẫn để hướng dẫn em cái đơn vị kiến thức đó. Rồi cái khó khăn của em là gì, ví dụ như em phải thức khuya để em làm, em không đủ thời gian, em còn học những cái môn trên lớp, vậy em đề xuất là sao? Em đề xuất là hạn chế các cái bài tập về nhà đó để em làm cái sản phẩm này, đó chính là đề xuất của em. Hiểu không? Rồi thầy xin tiếp tục ha. Về cái bài thuyết trình của mình, rồi đó là cái nội dung, nhưng mà còn cái phần mình đứng mình thuyết trình á thì mình phải chia làm sao, phân công nhiệm vụ đứng thuyết trình làm sao cho nó ngắn gọn, phải nhấn mạnh cái trọng tâm mình nói, phải có trọng tâm mình nói, chủ yếu mình nói vô cái phần cái sản phẩm mình, cái trọng tâm là chỗ nào mình nói có trọng tâm mình phải nhấn mạnh lên. Và khi các em đứng thuyết trình thì cái trang phục, cái đồng phải mặc đồng phục luôn ha, chỉnh tề, đồng phục chỉnh tề nghĩa là mặc cái trang phục này là đồng phục, phải mặc đồng phục ha. Rồi và phải chỉnh tề nữa, áo bỏ vào quần đó. Mình đứng mình thuyết trình trước ban giám khảo, và khi trình bày thì mình phải nói suôn sẻ mạch lạc, đứng ngáp a uống là mình thua rồi, là bạn đó không có phải là bạn làm rồi. Thường thường các bạn mà đứng bạn mà thi công làm thiết kế thì bạn đó nói rất là hay, tại vì bạn rất lúc đó bạn sẽ tự tin bạn nói, nhưng mà để một người gánh hết thì không ổn đâu ha. Cái bạn mà đứng thuyết trình cũng phải nắm được cái quá trình các bạn khác làm, ghi nhận lại mình đứng mình nói, giọng nói thì cần phải dễ nghe, nói mà liên tục mà không có ngừng nghỉ, hoặc là nói chữ này nuốt chữ kia vô nghe không có rõ được, nghe không có rõ, không có dễ nghe được nên là sẽ bị mất điểm. Em lưu ý phần này ha. Nói chung là tất cả 1 2 3 4 5 đó, mỗi một phần mà thiếu thấy ban giám khảo mà rất là khó ha, rất là khó tính, thấy mà nói mà không tự tin là trừ điểm ngay ha.
hoặc là nói mà không có sinh động, nói mà ban giám khảo nghe mệt lỗ tai là cũng bị trừ điểm, là không có thu hút người nghe, nói lôi cuốn thu hút thì ban giám khảo mới chấm ha, chấm điểm tốt cho mình. Rồi đối với thì cái phần mà tiêu chí đánh giá cái sản phẩm rồi, thì cái phần trình thuyết trình á, thì thứ nhất là nội dung thuyết trình, ở phần thứ hai là chấm về cái thuyết trình đứng, cái người đứng đứng nói, thì đó là tổng thể của trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nhưng mà cái phần chất lượng video là chỉ dành cho trung học phổ thông thôi, trung học cơ sở không có phải làm cái video này. Thì xin nhắc lại là trung học phổ thông bắt buộc phải làm video ha, và gửi lên YouTube, còn trung học cơ sở thì không cần phải làm video. Thì trong video đó thì ban giám khảo sẽ phải xem, nếu mà không có ban giám, không các em trung học phổ thông á làm sản phẩm mà không có video thì coi như không điểm. Video đó nhìn coi như không điểm luôn nha, chấm là không luôn. Rồi. Nhìn không rõ thì bị trừ 2 điểm. Các em quay với chất lượng thấp quá, hoặc là rung lắc nhè, làm sao đó quay xa quá, nhìn không rõ cái sản phẩm hoặc nhìn không rõ các em thì sẽ trừ 2 điểm. Rồi không nghe được âm thanh, các em quay xa, hoặc là lúc đó em quay mà các em nói nhỏ quá, hoặc là quay xa quá, nghe không được. Trong video nghe không được tiếng của các em thì là không nghe được âm thanh thì bị trừ 2 điểm ha. Nhưng mà có video mà coi được rõ hình, nghe được rõ âm thanh thì là được 10 điểm. Rồi tiếp theo. Rồi, nhớ là các em nhớ các mốc thời gian ha, thầy lặp lại. Đối với giai đoạn 1 là giai đoạn đăng ký thì đã kết thúc rồi. Kết thúc ngày 28 tháng 10 rồi. Nhưng mà xét thấy là có một số bạn vẫn chưa kịp nắm bắt được thông tin. Khi mà đối với giáo viên thì có thể là không có kịp triển khai đó cho các em, thì thầy và thầy Mụi, nói chung là thành viên trong ban tổ chức, đã gia hạn cho các em một tuần nữa, là đến hết ngày hôm nay cần nộp cái phần đăng ký của mình, bản đăng ký của mình. Rồi sau đó thì ban tổ chức sẽ tổng hợp lại các danh sách các đội thi. Thì giai đoạn tiếp theo bây giờ đã chuyển qua giai đoạn 2 rồi, là làm và nộp sản phẩm và thuyết trình, làm và nộp sản phẩm và bài thuyết trình. Giai đoạn 2 là từ ngày 28 tháng 10 đến 28 tháng 11. Trong cái giai đoạn này thì các em nào xong thì các em có thể nộp sản phẩm, mà và lưu ý là mình nên nộp sản phẩm vào cái ngày cuối cùng đi, để mà ban giám khảo dễ tiện bề mà quản lý, không bị hư hao mất mát. Tại vì sau khi kết thúc cái ngày 28 tháng 11 này nè, là ban giám khảo tiến hành niêm phong cái phòng, các em gửi về phòng STEM của cơ sở mình đó, xong rồi ban tổ chức sẽ tiến hành niêm phong cái phòng đó, không có ai đụng vô tới được hết, chỉ chờ ban giám khảo đến chấm thôi. Thì cái lịch chấm sản phẩm sẽ và cái ban giám khảo sẽ được thành lập ít nhất là phải trước cái ngày 28 này ha, để công bố cho các em biết, để mà các em chuẩn bị cái bài thuyết trình của mình thật là tốt. Thì trong cái giai đoạn này các em cũng phải cần nên làm bài thuyết trình và học thuộc đi, để mà bước sang giai đoạn 3 là giai đoạn chấm thi, là từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Thì sẽ có cái lịch cho các em biết là cái ví dụ như ngày 29 là ở cơ sở máy, ngày 30 tháng 11 là ở cơ sở máy chấm thi cho các em có mặt, cần phải có mặt ha. Rồi sau khi kết thúc cái giai đoạn 3 chấm thi này thì chúng ta ban giám khảo sẽ chọn ra 5 đội để chúng ta tiến vào cái ngày hội STEM ngày 4 tháng 12 2023 tại cơ sở 2, cơ sở chính. Thì cái lưu ý nè, cái giai đoạn 2 á, thì đối với sản phẩm á, các em nộp về phòng tem cơ sở ban tổ chức niêm phong rồi thì nói rồi, thì đối với link video á,
thì các đội thi trung học phổ thông nên đăng lên YouTube và để ở chế độ công khai, rồi gửi cái đường link, gửi cái link YouTube đó về cho ban tổ chức. Thì ban tổ chức sẽ tạo một cái Google biểu mẫu để các em viết cái tên nhóm của mình, rồi sau đó là gửi cái đường link này vào về cho ban tổ chức thông qua cái Google biểu mẫu ha. Rồi trong cái giai đoạn 3 thì các em cần lưu ý nè, mỗi cơ sở ban giám khảo chọn 5 sản phẩm tốt nhất tham gia ngày hội STEM. Rồi cái cuối cùng, cái lưu ý là khi nộp sản phẩm á, các em cần ghi rõ là họ tên tác giả, là họ tên các em á, rồi lớp, rồi tên sản phẩm, sản phẩm mình là tên gì, lớp, họ tên, bao nhiêu bạn, nhiều năm bạn thì liệt kê hết năm bạn luôn, năm bạn đó ở lớp nào, ghi lớp vô, rồi tên sản phẩm là tên gì, các em ghi vô ha. Là trên đây là trên cái sản phẩm STEM của mình nộp về phòng STEM á. Rồi còn đối với trung học phổ thông thì tên video cần ghi rõ là tên sản phẩm, lớp và kèm thêm là trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoa Sen ha. Rồi phần trình bày của thầy đến đây là hết ha. Cảm ơn các em và thầy Muội, thầy cô đã lắng nghe ha. Rồi xin mời các em giáo viên và thầy cô và các em đặt câu hỏi. Không thấy ai đặt câu hỏi, có bạn nào đặt câu hỏi không? Không, em đăng lên YouTube không có tính là không có tính lượt like gì hết, không có tính lượt like hay chia sẻ gì hết thì không có. Nói chung trước mắt là ban tổ chức không có tính cái phần đó, chỉ đăng lên là để ban giám khảo xét thêm một cái phần đó là các em ứng dụng tin học vào để em truyền thông cái sản phẩm của mình trên YouTube thôi, các em được điểm cái phần đó. Hương Giang là giáo viên hay sinh? Rồi có bạn nào có câu hỏi khác không ạ?
khoảng nếu mà trong vòng 2 phút nữa mà không dạ. Mai Thanh em thấy rồi, em thấy câu hỏi rồi. Không biết là bạn Mai Thanh đã theo dõi kịp không ạ? Còn bạn nào có thắc mắc gì nữa không ạ? À? Còn bạn nào thắc mắc không ạ? À? Đang có bạn Huỳnh Trăng chào hỏi cái video mình đăng lên YouTube có cần phải chỉ cần thấy được cái mặt của bạn, thấy thấy được mặt của bạn thuyết trình thôi em. Cần thấy được mặt bạn thuyết trình thôi ha. Nếu mà đầy đủ hết các mặt, đầy đủ mặt của hết các bạn thành viên trong nhóm thì quá tốt, đầy đủ hết. Tại vì mình thuyết trình thì mình có thể chia sẻ, chia cái phần thuyết trình mình ra 2-3 bạn gì đó thì mình có đầy đủ hết, hoặc là cả nhóm cùng thuyết trình thì mình đứng đứng có mặt hết thì càng tốt ha. Rồi chờ thầy xíu. Rồi, mời các em, mời các bạn học sinh và giáo viên thực hiện cái khảo sát của mình ha. Cái khảo sát từ cái chương trình. Rồi. Ok, like. Oh.
Thì cái điểm nhấn của mình đây, đây là cái nội dung thuyết trình của mình đây nè. Điểm nhấn của mình là vào cái đây. Cái lý do chọn thứ nhất là phải 6 cái nội dung này. Điểm nhấn của mình là vô 6 cái nội dung này. Chủ chốt là nói chung là đầy đủ hết các cái 6 mục này thì các em tròn 20 điểm ha. Đây là cái nội dung mà các em sẽ quay video và các em sẽ đứng thuyết trình. Ngoài cái 6 nội dung này coi các em đứng thuyết trình mà ngoài 6 nội dung này các em nói thêm những nội dung khác thì coi như là không đúng trọng tâm ha. Các em khi các em đứng thuyết trình thì nói theo thứ tự từ 1 đến 6 luôn thì càng tốt để cho ban giám khảo dễ theo dõi ha các em. Nói theo thứ tự từ 1 đến 6. Ý là đứng thuyết trình không nên nói là một là lý do một thứ nhất lý do chọn đề tài là em không không cần phải nói như thế. Em lý do là tại sao cái em chọn cái làm cái sản phẩm đó làm cái đề tài đó chỉ cần nói cái lý do của em thôi, không có một là hay là cái gì hết. Ví dụ như còn quy trình làm sản phẩm của em như sau chứ không có thứ hai. Quy trình làm sản phẩm của nhóm chúng em là rồi cái bước 1, bước 2, bước 3 thì lúc đó nó nói chung nó dài dòng thì nó rơi vô cái trường hợp là không có ngắn gọn. Không ngắn gọn thì bị trừ điểm vậy thôi. Thế là mình tổng hợp lại làm sao cho cái bài thuyết trình của mình thật là gọn gàng và mạch lạc, suôn sẻ, mạch lạc. Đó. Và trình bày theo thứ tự từ 1 đến 6 thì để cho ban giám khảo dễ chấm. Thì cái, tất nhiên là các em có thể nói không đúng theo thứ tự cũng được, không sao cả. Ban giám khảo sẽ cố gắng theo dõi và nhận biết được là đâu là cái phần em đang thuyết trình và chấm điểm cho các em. Là 7 phút nha. Giới hạn thời gian của video là tối đa là 7 phút ha. Không quá 7 phút ha các em. Nếu mà trong thời gian 5 phút thì quá tốt. Còn nói mà nhiều vấn đề quá thì tối đa là 7 phút. Xin chào và hẹn gặp lại cô cùng các học sinh, chào thầy Mụ.